Nhanh là nhanh chỉ quay video rồi anh. Tới cửa em cứ có cái gì hay hay em quay. Cà Mau cơ mà. Chưa đến đâu. Em chụp chừng con
chân khủng long nữa là chào đấy thì quay cứ tần đứng đơ nào thằng kia đâu quay vào đây anh đã mày trời lạnh mình cầm máy ảnh còn rung 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 tay đi trời. Con này là năm sau lấy chồng đúng không? Ôi chồng biến lời rồi. Đang phấn khởi đúng không? Bạn này là năm sau lấy chồng đúng không? Rồi. Đấy, thằng này đi chạy đi đâu? Bạn này đi chạy đi đâu rồi? Bạn quá mày cứ quay. Này, sao mà chạy đi đâu? Lúc từ đây bắt đấy. Nó cứ chờ em ngáp ngủ thế rồi nó quay. Em qua chỗ nào được đó. Em kinh thời em qua quá. Như là em phải tác nghiệp rồi. Vào trong đi. Nào chẳng có nhà văn hóa. Đỗ chắc là nhà văn hóa đấy. Anh Tân đi lên thùng với anh Thư rồi. Anh Tân lên thùng ấy. À, nhìn vào đây. Đây, nhìn đâu nào. Cười lên nào. Đi đâu vậy? Đó, mấy anh kia nào đứng thẳng á. À? Rồi ông kia. Anh Quang ơi. Xịt thật mẹ rồi. Xịt. Quay cái này để vị trí cho em. Có mấy quả pháo lắm. Cậu nhìn cháu lắm. Một, hai, rồi. Rồi không các bạn tiến vào đi ạ. Chú rể đứng đấy, chắc một tin đấy. Không các bạn, các bạn trước đi ạ. Chú rể đứng luôn xuống cùng đàn tôi. Đi tờ cháu ơi. Đi tờ không các bạn. Nào, nhìn thôi nào. Chát phải đi trước chứ. Chát ơi. Thầy mong kia bắn chứ anh. Được rồi. Cười lên anh.
Em quay hết xong cắt sau được không? Quay vừa thôi, vào đúng thì để cắt nữa. Ok. Đâu thẳng người ra đâu ơi. Đấy ơi, lở người ra cho xinh nhá. Một đây. Rồi. Đâu lở người ra cho khoe cho đẹp nhá. Rồi. Một đây. Cứ để thẳng đâu đấy này. Ơi bé chát thẳng cho mình này. Thẳng chát này. Rồi ok này. Cân đối này. Một đây. Rồi một tấm nữa này. Rồi lấy quan trên này. Một đây. Tay trong tay rồi nào. Đó, ấy. Đấy như thế. Rồi, nắm tay nhau nào, chú rể thẳng người lên này, dâu thẳng lên này. Dâu thẳng đâu lên này. Rồi dung dễ làm ba vá nhé, làm ba vá nhé. Rồi bây giờ chú rể hãy cắm gương này, cái gương này, tự cắm sâu vào bên trong nhé. Rồi bây giờ dâu đi, một chân dâu. Rồi dung dễ làm sao này, chăm tay nhá, chăm tay. Nhìn anh không? Không nhận em đâu, còn đánh án lúc mà em đánh đánh. Rồi cả hai làm ba vá nhé. Làm ba vá. Cái gì sao đây không? Mưa dưới 3 tháng. Rồi xong rồi thủ tục xong rồi xuống chào các cô phát biểu kia mới được. Rồi xong rồi. Ôi nhà mình có nhà trồng được nhiều nên là em hết. Để biết vẫn chưa sao? Đây có thịt. Quay hết. Ông anh ơi. À? Ông anh quay cái này kiểu gì? Quay kiểu gì là kiểu gì? Thôi. Từ đây quay cái này. Quay thử các bà nha. Ví dụ các bà đang ngồi nhà đây. Dí một mày cái quay cái gì nào? Không cho quay đâu. Nào, quay mắt nào. Mày chia cái. Thế ở nhà mình đấy, bây giờ đi rồi. Nó chưa ghi một. Bây giờ mới ghi này, mới được 2 giây này đấy. Ví dụ muốn nét một bà thì dí cái nút trên này này, nó nét mà chạm mặt này. Đấy, ta đào ngửa mắt ra mắt là chạm gương. Nhỏ ơi, cả ba bạn sẽ đi đây nào. Đấy, rõ ràng một luôn nào. Một, hai, xem nào. Alo. Rồi bây giờ nhìn dâu này. Mấy kính thưa các cụ, các ông bà, cô dì chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ của cháu Kiết và cháu Hiền. Cầm hết cho con dâu xem. Tôi là Kiểu, được sự tiết kiệm với cảnh áo thủy và cảnh và các cụ hai cháu và đã hứa hôn với nhau sẽ kết thành vợ chồng. Rồi chị em cứ ngồi yên đấy nhá. Để
để đảm bảo các cái thủ tục. Ai cho con dâu ngồi đi. Dâu xong chưa này? Đây là báo cáo để đảm bảo những cái việc đón dâu của cái nghi lễ mà hai gia đình. Bây giờ chị em mình làm tin ở trên này, thả tin hai cái thùng làm tin này đều được nhé. Tùy các chị em. Nghe theo thầy để đảm bảo hôm nay nhận phúc của các cháu để tiên án. Thì đấy là cái phần đấy ha. Còn cái phần ba về cái phương tiện đi lại thì hai gia đình chúng tôi sẽ giao cho Chị em mình đưa ra đòi lì xì nhá. Đánh mặt ở đây này chị em ơi. Mày đó. Rồi. Dâu thấp xuống. Đấy. Để ấm nước tôi cho mày đấy. Tin mà để mình chụp được em. Xin cảm ơn các cháu rất nhiều. Xin quay lại tất cả các chú Tùng và anh Chào Uống Nước. Tao quay rồi anh. Mạnh khỏe và mừng cho hai cháu ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Rồi, quay rồi mấy lần rồi. Rồi ok. Vững rồi đấy em phải chỉnh chứ. Chúng để đâu? Chúng để đâu nhỉ? Chúng để kia đang kiếm tiền. Dâu ơi, dâu rẻ này. Nào, bạn gái ơi. Một, hai, xem nào. Anh Nam đi gì đâu? Thôi đây là không cần đi gì ra. Nào, đứng rồi. Đứng vào đây, Dâu rẻ nhìn đây nào. Một, hai. Chị em ơi, nhìn mình một kiểu này. Một, hai. Từ từ, nào, anh em ơi, Một, hai. Ôi, ông bé. Rồi, một, nào. Anh đi về anh ơi. Dâu ơi, rẻ lắm tình hình này. Rồi. Ông quay chéo thôi, đừng quay. Đấy, ông quay chéo mà. Dâu rẻ nào, dâu rẻ, cứ đi đều không nhá. Đi đều đi, dâu rẻ ơi. Dâu rể nhìn thấy ảnh chứ. Rồi quay lại đây, làm lại nào. Dâu rể ơi. Dâu rể này tập trung ở đây này, làm một lần nữa nhá. Dâu rể đi vào giữa, được chưa? Dừng lại, quay lại, nhìn nhau được chưa? Kiểu đi là được rồi này. Xem nào. Chưa được. Rồi đứng lại nào. Thôi đứng lại nào. Cô dâu hơi thấp xuống để tôi. Chú rể quay ở đây nào. Ôi trời ơi, lại luôn luôn luôn. À, dâu rể tập trung nào. Chưa được đâu. Không chán thôi chú rể nhé. Chán mà đừng nhìn mấy ảnh em đi cả. Chiều à, rồi xong. Co chân cao lên dâu ơi. Trong bếp đúng rồi. Từ nhá. Một à. Rồi, cái trạng không dừng. Thôi để em cầm. Đây này, em cầm tôi ra. Rồi cầm đi. Rồi được. Đứng đây nào. Rồi, nha mình ơi. 2 3. Quay rồi anh ơi. Đi đừng dính vào anh làm gì. Ông chú rể bế cô dâu đi xem nào. Nào anh chị phía trước quay lại đây nào. Đưa đây bóng. Thôi được rồi đi đi. Được rồi. Lại quả cái gì mà lịch kịch này. Lại đồ. Đồ cho gái người ta lại. Thì chả phải lại mặt đúng không? Lại quả ấy.
Ui, con này lấy chồng chưa nhá? Chưa. Thảo em lào. Chưa 18. Thảo lào tung ta tung tăng được bao lâu? Đau chân lắm. Đi rất cao đâu. Lý do. Chào cô, nhìn đây cái nào, không cháy đâu, cô nhìn đây cho nào. Cho quay phim thôi. Quay phim rồi phải cười xinh nhá. Cứ mở ra nha. Nhìn chú nào. Chào chú nào. Tất cả vẫy tay chào nào. Đúng rồi, cười xinh. Chị mình hôm nay khác nhỉ. Cứ tưởng là chị nào. Anh quay, mai em không đi được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.